Miền Tây hiện nay đã đến mùa cà na rồi nè các bạn. Các bạn có biết cà na mình sẽ làm món gì ăn ngon không? Hôm nay Cơm Nhà Vlog sẽ giới thiệu cho các bạn món ăn từ cà na, đó là cà na đập xóc muối ớt. Cái vị của cà na đập xóc muối ớt nó đặc biệt ở chỗ nó vừa chua chua nè, có vị chát chát của cà na sống nè, vừa cay nồng của muối ớt và ngọt ngọt của đường. Bây giờ các bạn theo chân mình đi đập cà na nha. Cà na mùa này ở miền Tây rất nhiều các bạn ơi. Cà na chúng ta có thể làm được nhiều món ăn chơi rất ngon nè, như cà na ngào đường, cà na ngâm muối ớt và đặc biệt là món cà na đập xóc muối ớt thì hương vị không lẫn vào đâu được. Các bạn thử làm giống mình nha, bảo đảm sẽ ngon, ăn là ghiền đó các bạn ạ. Bây giờ hãy cùng đập cà na với mình nha. Các bạn nhớ là cà na chúng ta đập vừa phải ra thôi nha, không được đập dập quá. Dập quá nhìn cái mâm cà na mình sẽ không được ngon cho lắm. Bây giờ đập nào. Cà na đã đập xong rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta cho một ít muối vào và đi ngâm để cho cà na nó bớt đi cái vị chát và vị chua nha. Mình ngâm khoảng chừng 20 phút, sau đó các bạn cứ để ráo và bắt đầu trộn thôi. Xin nhắc lại, cà na các bạn có thể ngâm vòng 20 phút. Trong thời gian này chúng ta bắt đầu đâm muối ớt nha các bạn. Bạn nào thích ăn cay nhiều thì cho ớt thật nhiều vào. Chính muối ớt tạo nên cái hương vị cho cà na chúng ta thêm đậm đà hơn.
Nhìn trái ngô ớt thật sự hấp dẫn. Bây giờ chúng ta đi xả lại cà na nghe các bạn. Chúng ta phải rửa lại nhiều lần cho nó ra hết chất chát và chất chua của cà na. Sau đó chúng ta để cho thật ráo và bắt đầu trộn cà na với muối ớt thôi. Khi trộn cà na, các bạn nên nhớ, bạn nào không ăn chua được nhiều thì chúng ta có thể cho đường thật nhiều vào. Và độ cay cũng vậy, chúng ta có thể gia giảm theo sở thích của mình nha. Sau khi trộn đều, chúng ta để cà na thấm cho đường với muối ớt trong vòng 2 hoặc 30 phút. Lúc đó chúng ta có thể ăn được rồi. Bảo đảm các bạn, ăn là ghiền luôn đó.